xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay thì mình có test video clip một cái đầu nén OK 511 nha anh em, thì xứ 22 ly. Rồi trước tiên vui video clip thì xin chúc toàn thể anh em xem video clip có một tối đàn này niềm vui nha và sức khỏe nha, chuẩn bị một ngày mới thật là tốt lành nha. Rồi giờ mình sẽ đi vào chi tiết con máy này nha anh em. Con máy này là hiệu GR511H nha, VH. Dòng máy thì xứ 22 ly. Con này thì còn đẹp nguyên riêng nguyên bản nha anh em, xuất sắc luôn nha. Đó, nó hơi chóc số này hơn số sơn này xíu nha. Tại hồi Arimitsu luôn nha, tại hồi chỉnh áo của Nhật luôn nha. Đó. Đầu khá đẹp luôn nha anh em, rất là đẹp luôn nha. Con này không? Nguyên riêng nguyên bản luôn nha. Đó. Tay phốt còn nguyên riêng nhất nha anh em. Mấy con mới này là xài đĩa vô là nét là xài luôn nha anh em. Buli đang chạy buli ba rảnh nè, buli nguyên riêng ba rảnh luôn nha. Đó, chạy rất là êm, dòng máy này chạy rất là êm nha. 511 nha anh em. Đó, thì chuẩn bị mình sẽ test áp cái đầu này cho anh em xem nha. Đó, rồi mình mới về được ít hút hồi nha, hút hồi bãi Nhật nha anh em, hút hồi bãi Nhật. Đó, răng 34, răng 27 đều có nha. Đó, lọc đồng thau đều có nè. Đó. Thấy bộ này nha anh em. Bộ này khá đẹp luôn nha anh em. Rất là đẹp luôn nha. Đó. Xài bao hư luôn nha anh em. Đó, hút hồi nè, hút hồi bãi nè. Đó, rất là ngon luôn. Chai màu xanh có màu đen có màu đỏ có nha anh em. Đó. Con cái đầu OK 709 nha. 709 nha anh em. OK 709. Đó, còn nguyên riêng nguyên bản luôn nha. GR709V nha. Đó, OK 709 nha anh em. Đó, OK 709. Thì xứ 30 ly nha. 30 ly con này để xe tải xe ben rất là khỏe luôn nha. Đó, rất là khỏe luôn. Này có bộ rửa máy xe gia đình nha, đi xứ nha anh em. Đó, bộ một pha điện một pha 220 nha. Đó. Xài gia đình nha anh em. Bộ này xài gia đình rất là ngon luôn nha anh em. Có dây của nó luôn nè. Đó, dây của nó nha anh em, dây bố luôn nha. Mua vải rất là nhẹ luôn. Anh em nào mua bộ này mình sẽ xài nha anh em, để xài. Bộ này có một con OK 3x3 nè, rất là đẹp luôn. OK 3x3 nha anh em. Tháo ra vệ sinh ra. Con này có mã số là 463. Đó, còn hộp ộp luôn nha anh em. OK 3x3. Rất là đẹp luôn, chưa vệ sinh nha, còn nguyên nguyên đây nguyên kiện luôn nha. Đó, cái tay hồi chỉnh áp này đầy đủ nha. Trong này thì có đầu ý đầu OK nha anh em, rất là nhiều nha. Đó. Có đầu Comet 3530 nè. 3530. Đầu Comet nha. Đó. Con này áp lên 200-250 vô tư nha anh em. 200-250 nha. Rồi giờ mình sẽ đi vào chi tiết mình test máy cái đầu này nha anh em. Đó, máy đang chạy không tải nè, rất là êm luôn nha. Không tải rất là êm luôn nha anh em. Mọi người dạy rất là êm luôn nha. Quá êm. Không bị đĩa nước xị xẹt gì nha anh em. Rồi tắt máy nha. Đó. Dạy rất là êm luôn. Hút hồi bãi luôn nha anh em. Anh em nào cần hút hồi bãi thì cứ liên hệ cho em nha. Đó, rất là nhiều hàng luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video clip mình nha. Anh em xem xong thì hay cho mình like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Gặp lại anh em có video clip khác. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.